Tôi sẽ chia sẻ cho mọi người một cái công thức để mà giúp mọi người có thể tăng trưởng doanh số bán hàng. Bất kỳ một ngành nào, bất kỳ một sản phẩm nào họ cũng đều phải đi theo công thức này. Đây không phải là một công thức mà theo kiểu là công thức làm giàu, mà nó sẽ dựa trên nguyên tắc của cái việc là đơn hàng nó đến từ đâu. Các anh chị có hết slide rồi nhé, các anh chị có thể ghi chép hoặc là tôi cũng quay lại màn hình hết, nhưng mà mọi người nên có cuốn vở ghi bên cạnh và có câu hỏi gì mọi người hỏi ngay. Tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cái công thức này, và nếu mọi người hiểu đúng công thức này và làm được công thức này thì tôi đảm bảo rằng là trong 1 năm tiếp theo hay trong 2 năm tiếp theo, việc bán hàng đối với mọi người không phải là vấn đề. Cũng giống như tôi bây giờ, việc tìm kiếm khách hàng không phải là vấn đề. Tôi thực sự là không không quá giàu hay là không kiếm được nhiều tiền như người ta, nhưng chắc chắn rằng là kiếm tiền là việc dễ, khá là dễ đối với tôi. Ý tôi muốn nói là không kiếm quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì tôi áp dụng cái công thức này rất là triệt để. Cái công thức này là cái gì mà sao nó lại thần thánh như vậy? Tôi sẽ giải thích. Là V nhân với CR nhân với LTV và trừ cho VC thì bằng đô la, tức là đây là bằng lợi nhuận. V ở đây chính là visitor, tức là khách hàng, lượt traffic, lượt truy cập. Bạn có đồng ý với tôi rằng là nếu như bạn có một cái lượng truy cập lớn vào website, một lượng truy cập lớn vào Facebook cá nhân, vào hội nhóm, vào fanpage, vào YouTube, vào Zalo, vào TikTok, thì bạn sẽ có khách hàng, thậm chí rất nhiều khách hàng. Có đúng không ạ? V là visitor, lượng truy cập. Lượng truy cập ở đây nó có thể là truy cập vào web, có thể truy cập vào Facebook cá nhân, vào hội nhóm, vào fanpage, vào marketplace, đúng không ạ? Càng có nhiều truy cập thì càng có cơ hội bán hàng. Họ truy cập vào YouTube, vào marketplace, vào TikTok, vào Zalo, vào WhatsApp, vào Google Sales Web, vào email marketing. Tất cả những truy cập như vậy đều được tính là visitor. Nhưng bây giờ ví dụ như anh Sinh, đây là đang nói thí dụ thôi, không không có ngụ ý gì cả, đây là chỉ nói thí dụ. Anh Sinh vừa mới báo cáo với tôi này, bây giờ em mới đang làm web. Thế thì rõ ràng là chưa bao giờ có một cái truy cập nào đến từ web. Thì đấy là trả lời cho câu hỏi là tại sao anh không có khách hàng. Ok. Facebook, anh là một kiến trúc sư, anh là một nhà xây dựng, trước anh học đại học xây dựng, anh xây cho nhà cao cao mãi, nhưng mà anh chẳng bao giờ kể về điều đó. Ngày xưa thì được, nhưng bây giờ bọn nó lại không biết. Bọn nó bảo là ông này có khi còn không làm nghề kiến trúc sư cơ. Ông này không làm nghề xây dựng, bởi vì vào Facebook của ông chẳng bao giờ thấy ông nói gì. Mạng xã hội nó là một cái sự kết nối cực kỳ nhằng nhịt, chằng chéo. Và công việc của mình phải thể hiện. Rồi thì mình phải cho người ta thấy là mình rất là tài năng, mình rất là giỏi, sản phẩm của mình, dịch vụ của mình rất là tốt. Cứ như thế, đúng không? Ví dụ như là chị Phượng, đúng không? Chị Phượng có nói một cái thông tin mà tôi rất là thích. Chị Phượng nói với tôi là em đã đọc sách của thầy, đúng không ạ? Tôi đã đọc sách của thầy, tôi cũng đã xem video của thầy. Ok, đấy chính là tôi đang muốn nhấn mạnh cho cái việc là visitor nó đến từ đâu, khách hàng nó đến từ đâu. Nếu như chị không đọc sách của tôi, nếu như chị không xem YouTube của tôi, thì tôi chạy quảng cáo chưa chắc chị đã ra quyết định mua. Mọi người hiểu vấn đề này chưa ạ? Đây là cái gốc rễ của việc làm kinh doanh nhé. Còn mọi người đang rất là thích háo hức học Facebook, nhưng mà gặp thầy Phan Anh thì thầy sẽ giảm cái sự háo hức đấy xuống. Thầy sẽ dạy cho mọi người những cái gốc rễ của vấn đề. Và khi mọi người hiểu được những cái này rồi thì khách hàng nó sẽ tự tìm đến mọi người. Nói thật, như tôi thì không đông khách hứa gì đâu. Không phải là tôi tự hào hay bốc phét, nhưng mà một tháng mở một lớp 20-30 người thì tôi nghĩ là cũng không khó. Và mọi người thấy đấy, cũng kiếm tiền thế thôi. Nhưng mà để mà nói kiếm tiền tỷ thì tôi không kiếm được. Nhưng mà để mà cứ mà khách hàng từ túc tắc họ tự vào. Vậy muốn có 200 người visitor nhiều hơn, đúng không? Vậy thì gấp 10 lần traffic lên. Đúng không ạ? Gấp 10 lần. Anh Hiệp bây giờ anh ấy đang có 150 sale. 150 sale. Thế thì rõ ràng doanh số của anh phải rất là cao. Bởi vì mỗi một sale đang phải đi cày data cho anh ý. Đúng không?
Bây giờ 150 sale này, bây giờ anh lại còn có cả những cái kênh rất là mạnh nữa. Visitor ở đây không có nghĩa là gì, tôi chỉ online 150 sale đang cày khách cho anh ý, thì đấy cũng chính là visitor. Còn CR tức là tỷ lệ chuyển đổi, conversion rate. À, mình mà chạy quảng cáo ra nhiều số điện thoại, ra nhiều tin nhắn mà không chốt được thì đấy chính là thảm họa nha. Chạy quảng cáo mà không chốt được thì tôi xin thưa đấy là thảm họa, và chúng ta mất hết toàn bộ tiền quảng cáo. Ok, mọi người hiểu vấn đề chưa ạ? Chúng ta chạy quảng cáo Google, chúng ta chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Zalo là chúng ta sẽ có traffic về, có lượt truy cập. Nhưng mà chúng ta không chốt được thì rõ ràng là thảm họa. Bởi vì tiền quảng cáo thì cứ mất, nhưng trong khi đó thì làm sao? Đơn không về. Thì như vậy chúng ta sẽ lỗ. Đấy. Rồi, một cái thuật ngữ nữa mà hầu hết mọi người ở đây đều không biết. Mọi người đều không biết nhé. Đấy chính là thuật ngữ LTV. LTV. LTV ở đây được hiểu là giá trị khách hàng trọn đời. Thế nào gọi là giá trị khách hàng trọn đời? Ví dụ như thế này ạ. Nếu như bây giờ các bạn mà học tôi một khóa học 2 triệu rưỡi và học xong các bạn không bao giờ gặp lại tôi nữa, tôi giả sử thôi, không bao giờ mua cái gì của ông Phan Anh nữa, ghét rồi. Đấy. Thế thì giá trị trọn đời của một khách hàng của tôi chính là 2 triệu rưỡi. Nhưng bây giờ tôi kỳ vọng trong 20 người đang ngồi học này, đang học cái khóa học đầu tiên, sau này một số người sẽ học khóa học content marketing của tôi, sau này một số người sẽ thuê tôi tư vấn chiến lược, sau này một số người sẽ thuê tôi chạy quảng cáo trực tuyến, thì cái giá trị khách hàng trọn đời của tôi sẽ cao hơn. Nó không phải là 2,5 triệu, nó có thể là 20 triệu. Mọi người hiểu ý không ạ? Hay là tôi nói một cái ví dụ khác, bán mỹ phẩm của chị Phượng. Chị Phượng bán một lọ sữa rửa mặt của Nhật trị giá 2 triệu. Thế thì bây giờ nếu như sản phẩm là 2 triệu mà chạy không bao giờ mua lại thì LTV chỉ là 2 triệu. Nhưng không, khách mà dùng cái sữa rửa mặt đấy mà thấy hiệu quả thì họ có thể suy nghĩ là mua tiếp sữa rửa mặt, hoặc là họ sẽ mua thêm kem rồi dưỡng rồi bôi trắng rồi thì bôi cái lọ bôi cái chai chống nắng. À thì LTV giá trị khách hàng trọn đời nó sẽ cao lên, và nó không phải là 2 triệu 20 triệu nữa, nó có thể là 20 triệu, nó có thể là 30 triệu. Tại sao tôi cần quan tâm đến LTV này? Tại sao tôi cần quan tâm đến LTV này? Ai biết ạ? Là chi phí quảng cáo thầy ơi. Rồi, chính xác. Nếu như tôi không quan tâm đến LTV mà tôi chỉ quan tâm đến việc là tôi chạy một cái đơn hàng ấy, thì gần như tôi không sẽ rất nhiều sản phẩm và dịch vụ tôi không có đủ tiền để chạy quảng cáo. Đấy, chị Phương hiểu ý không? Bây giờ ví dụ như chị bán 2 triệu một lọ sữa rửa mặt mà lợi nhuận ròng của chị rơi vào khoảng 35%, lợi nhuận gộp của chị rơi vào khoảng tầm 65% đi. Lợi nhuận ròng là lợi nhuận trừ đi hết chi phí, lợi nhuận gộp là lợi nhuận chỉ trừ mỗi giá vốn hàng bán. Đấy là khái niệm về về tài chính. Chẳng hạn 2 triệu sản phẩm mỹ phẩm cao cấp thường là lợi nhuận gộp của nó rơi vào tầm 65 đến 70%. Và lợi nhuận ròng nếu mà chị làm khéo có thể lên đến 35%, thậm chí là không được. Đấy. Thế thì ôi, tôi cứ đưa một con số giả định thôi. Thế bây giờ với 35% lợi nhuận ròng và 60% lợi nhuận gộp thì tôi có 1 triệu 2 một đơn. Thế bây giờ tôi chạy 1 triệu mà không ra được một khách là tôi sẽ bắt đầu lỗ rồi đấy. Tôi bắt đầu lỗ và tôi không dám chạy đâu. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là à, cứ chạy đi. Bởi vì khách mà đã muốn dùng cái sữa rửa mặt này của chị nha, là kiểu gì cũng phải tái mua, kiểu gì chị cũng bán được thêm mà cái bộ ban đêm, cái bộ trắng da, cứ chạy đi yên tâm nhá, thầy Phan Anh cứ chạy cho chị, thầy không phải sợ. Đấy, bởi vì chị xác định rồi, 100 khách mua sữa rửa mặt là phải 80 khách là sẽ tái mua sữa rửa mặt tiếp, và trong 80 khách tái mua sữa rửa mặt thì sẽ có 60 khách sẽ mua tiếp cái bộ làm trắng của chị. Ok, kiểu kiểu như vậy. Điều đấy đồng nghĩa với việc là gì? Điều đấy đồng nghĩa với việc là LTV của chị sẽ rất là tốt, và lúc này chị sẵn sàng cho tôi đến 2 triệu, 3 triệu để có được một khách hàng. Đấy, đấy là cái định nghĩa về LTV. Ở Việt Nam ấy,
Ở Việt Nam rất nhiều mọi người chạy là ví dụ như tôi bán một điện thoại iPhone này, tôi lãi được 3 triệu thì tôi cứ chạy làm sao dưới 3 triệu một đơn là tôi cười, hay là kể cả bất động sản đấy. Đợt trước báo cáo với cả anh Hiệp, có những cái đội như là Khải Hàn Len này, rất nhiều cái đội len 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 ở ngoài Hà Nội này gọi tôi đến và bảo chạy quảng cáo cho, và chúng nó bảo là em chạy Vinhome em được 1 với lại 1.5% của một căn khoảng độ 3 tỷ rưỡi 4 tỷ. Tức là gì? Ví dụ bán thôi cứ cho là 1.5 của 4 tỷ thì được 60 triệu một căn nếu như em bán thành công, đúng không anh Hiệp? Đấy. Thế thì em mới bảo là bây giờ anh làm sao anh chạy mà 20 triệu chốt được một căn cho em thì anh chạy bao nhiêu tiền cũng được. Thế thì tôi bảo là nói thật với các em này, anh cũng rất là quý các em, anh đến đây anh gặp các em này anh cũng muốn làm. Thế nhưng mà nếu mà các em đặt vấn đề như thế thì anh cũng xin thưa là anh không làm được. Bởi vì anh không thể biết được là chạy bao nhiêu tiền để có được một đơn. Và nếu như mà anh chạy được 20 triệu một đơn hay là 30 triệu một đơn ấy, anh trả lời các em luôn là các em không đủ tuổi gặp anh. Vì sao? Vì anh alo thẳng cho anh Vượng, anh chơi cả lô, anh ôm hàng chơi cả lô luôn, không cần F1 F0 gì cả, anh lấy hết hàng của anh bán, có đúng không anh Hiệp? Alo một phát là anh Vượng phải cho người ra đi siêu xe ra đón ngay. Vấn đề là tôi không thể biết được là bao nhiêu tiền tôi chạy được một đơn, tôi không thể kiểm soát được việc đó. Nếu tôi kiểm soát được 20 triệu một đơn hay 30 triệu một đơn thì xin thưa rằng là tôi tội gì tôi phải đi chạy thuê cho các bạn, tôi ôm cả sàn luôn, đúng không? Mọi người phải hiểu điều đấy cho tôi. Thế thì tôi sẽ đo được, tôi sẽ làm được cái gì? Đấy, khi chạy này tôi phải đo được V nhân với CR nhân với LTV. Tôi phải trừ được VC. VC ở đây là chi phí biến đổi. Chi phí biến đổi là giá vốn hàng bán, chi phí quảng cáo, chi phí nhân sự, tele sale, phí ship hàng, phí hoàn trả, đấy, phí bảo hành, rồi phí văn phòng phẩm, vân vân, rất nhiều loại phí. Thì nó gọi là VC. Trong các loại VC đấy thì giá vốn hàng bán các anh chị kiểm soát được, chi phí nhân sự các anh kiểm soát được, văn phòng thuê 10 triệu một tháng anh chị kiểm soát được, nhưng có một chi phí anh chị không kiểm soát được, không kiểm soát được, đấy là chi phí gì? Chi phí quảng cáo. Chính xác, hoàn toàn chính xác, không kiểm soát được. Tại sao lại không kiểm soát được chi phí quảng cáo? Bây giờ nhá, chị Phượng đưa tôi, chị bảo là thầy chạy cho chị 30 triệu một tháng, tức là tương đương 1 triệu một ngày thầy chạy cho chị. Thế thầy cam kết cho chị được bao nhiêu đơn? Mỹ phẩm của chị là Nhật này, Naris hay là cái gì đấy rất là xịn. Thầy lắc đầu quầy quậy chịu. Bây giờ chị phải cho em chạy thử. Em xem là bao nhiêu tiền một tin nhắn, em phải xem là bao nhiêu tiền một tương tác. Đấy, bao nhiêu tin nhắn thì được một số điện thoại, em phải tele sale bao nhiêu số điện thoại được một đơn, chạy thử như thế một tháng em ra dữ liệu thì em mới nói là gì, đây chị Phượng nha, thầy chạy cho chị là được như thế này, nhưng thằng Facebook nó không ổn định, tức là tháng này thầy chạy cho chị là được 200.000 ra được một khách, nhưng tháng sau có thể lại là 300 và 400, thầy không kiểm soát được. Tất cả mọi người rồi cũng sẽ giống như tôi, không kiểm soát được chi phí quảng cáo. Và chi phí quảng cáo về mặt thời gian nguyên tắc là luôn luôn tăng nha, theo thời gian chi phí quảng cáo luôn tăng và hiệu suất luôn giảm, hãy nhớ điều đấy. Cho nên đấy, trong kinh doanh online chúng ta nếu chỉ phụ thuộc vào chạy quảng cáo là gần như chúng ta sẽ càng ngày chúng ta càng đạt đến điểm hòa vốn và lỗ. Vì sao ạ? Vì giá ta không tăng được, và trong khi đó chi phí bán hàng của ta lại làm sao? Luôn tăng. Ok. Mọi người hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng. Thì làm thế nào để có thể là kiểm có thể là dự trù, hoặc là nếu mà cứ cứ quảng cáo thì về lâu về dài nó sẽ dễ bị lỗ, thì làm thế nào để nó đỡ? Đấy. Thế thì trong cái V ấy, mọi người thấy là cái V của nó, tức là visitor, thì chúng ta nó không bóc tách là visitor đến từ đâu. Vậy thì ngụ ý của tôi muốn nói với anh chị rằng là chúng ta hãy cố gắng kiếm được nhiều các visitor không trả phí.
Đấy, chúng ta hãy cố gắng tìm được các visitor không trả phí, tức là chúng ta phát triển nội dung, chúng ta viết bài, chúng ta xây dựng thương hiệu, đúng không ạ? Bây giờ chị Phượng chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp, đúng không? Một người phụ nữ 40 tuổi mà nhìn rất là trẻ đẹp như thế này thì các bạn rất là tò mò, các bạn rất là muốn học hỏi kinh nghiệm, và khi học hỏi thì ăn đòn rồi, đúng không ạ? Học hỏi thì hãy dùng sản phẩm của tôi, thích tôi thì ăn đòn rồi chứ hãy mua hàng của tôi, đúng không? Đấy là ý cái visitor đấy, là nó không phải là các visitor trả phí. Còn mình vẫn sẽ chạy, mình vẫn sẽ chạy, nhưng mà 10 năm vừa rồi tôi chạy quảng cáo nhé, 10 năm tôi chạy liên tục. Và chi phí quảng cáo mọi người biết là năm đầu tiên tôi chạy Facebook 1 triệu Việt Nam đồng tiếp cận 1 triệu lượt. Và bây giờ 1 triệu Việt Nam đồng tiếp cận có 10.000 lượt. Thì mọi người có biết là Facebook đã đắt bao nhiêu lần không? Đắt 100 lần rồi. Trong 10 năm Facebook đắt 100 lần, mà tức là giá tăng 10 lần trong một năm, mọi người có kinh khủng không? Ngày xưa tôi chạy quảng cáo nó có mấy đồng, mấy chục đồng một tương tác, bây giờ toàn mấy trăm với cả 1.000, vài nghìn một tương tác. Thì từ mấy mấy chục Việt Nam đồng lên đến mấy trăm đồng và mấy nghìn đồng thì nó tăng bao nhiêu lần? Nó rõ ràng là tăng cả trăm lần rồi. Tất nhiên không phải là ai chạy cũng lỗ, có rất nhiều người đang chạy lãi, có rất nhiều sản phẩm đang chạy rẻ nhá. Hãy yên tâm, vẫn còn cửa cho mình. Có những người chạy 10.000 một tin nhắn, 3 tin nhắn chốt được một đơn rẻ cực kỳ luôn. Nhưng chắc chắn không phải là mỹ phẩm Nhật đâu. Vì sao? Vì sản phẩm Nhật nó phải là kén khách, nó phải là những khách hàng có thu nhập cao, nó phải là những khách hàng có hiểu biết, nó phải là những khách hàng rất là giàu có trải nghiệm. Thế thì những khách đấy họ không dễ dàng mua, mà chưa chưa kể đến là họ còn có nhiều những cái sự lựa chọn. Đấy. Đã có tầm mua SK2 với lại Naris thì chắc là họ phải có những sản phẩm khác, đúng không ạ? Họ phải, mà mỹ phẩm nó có một cái trò là cái da mặt đấy là nó học cơ thể, mà nó thích nghi, nó học được. Đầu tiên chị xài một mỹ phẩm chị thấy nó có cái sự chuyển biến đáng kể, nhưng sau một thời gian chị dùng đủ lâu là da nó lì lên, cái mỹ phẩm đấy nó không hiệu quả, hoặc là cái mức độ hiệu quả nó bị kém đi. Và như vậy khách hàng có xu hướng muốn đổi mới, hiểu không? Nhưng mà thực tế nhà em thì khách hàng đã dùng thì không bỏ được, vì nhà em là dòng siêu phân tử nano. Thế em đi khác với dòng SK2 hoặc không, mà em đi riêng dòng treatment được chị. Nhưng của em không đắt như thầy nghĩ, nó chỉ dao động tầm khoảng độ 500 trở lên, 1,5 triệu. Ok, đấy là mình chưa chưa biết là nhãn gì, mà mình cũng không biết là như thế nào, nhưng mà đấy đấy là những cái gợi mở của mình cho các anh chị. Các anh chị thấy Vâng, là một cảm ơn. là muốn tăng được doanh số thì phải tập trung vào đây, đúng công thức này không bao giờ sai. Và chắc chắn mọi người ở đây đều là, chúng ta đều là những người có học thức. Tức là tôi muốn nói là cái công thức này nếu tôi làm sai mọi người có thể phản bác tôi ngay, nhưng công thức này nó không sai, bởi vì tôi đã học từ Harvard về, tôi đã đọc những tài liệu đấy người ta dạy ra. Bạn tăng truy cập lên thì bạn có cơ hội bán được nhiều hàng hơn. Bạn tăng tỷ lệ chốt đơn lên thì bạn sẽ tăng được cái hiệu suất bán hàng và bạn giảm được chi phí. Hôm vừa rồi nhá, hôm vừa rồi cái công ty thời trang mà tôi đang nói, tôi đang tư vấn ấy. Anh chủ công ty anh nói là bây giờ thầy Phan Anh làm nào, thầy giúp cho anh chị giảm chi phí bán hàng xuống. Bởi vì chi phí bán hàng Facebook bây giờ nó lên tới 37 đến 40% thầy ạ. Thế thì tôi nói luôn với anh chị là em không giảm được chi phí bán hàng đâu. Thế trong trong cái bốn cái chỉ số này thì mọi người muốn giảm chi phí bán hàng thì mọi người phải tăng chỉ số nào ạ? Mời mời anh Sinh xem nào, anh Sinh dân xây dựng xem nào, hỏi nhìn nó có tí marketing và thương kinh doanh tí xem nào. Tăng chỉ số V là cách truy cập. À, cảm ơn anh. Còn ai có ý kiến khác không? Tăng tỷ số là TV thôi. Tăng LTV đúng không ạ? Vâng. À, anh Linh đúng không? Thực Vâng. ra đầu tiên ấy, dễ nhất phải là tăng CR. Đúng không ạ? Bây giờ nhá, 10 tin nhắn chốt được một đơn thì bây giờ phải bằng mọi giá 10 tin nhắn chốt được hai đơn. Thực chất là chi phí quảng cáo đã giảm đi một nửa.
Có đúng không ạ? Dễ nhất là tăng tỷ lệ chốt. 10 tin nhắn chốt được một đơn, bây giờ 10 tin nhắn chốt được hai đơn thì như vậy là đã tăng được hiệu suất gấp đôi. 10 tin nhắn chốt được 3 đơn thì đã tăng được hiệu suất gấp 3 và chi phí đã rẻ đi 70%. Không làm giảm chi phí bán hàng được, không làm giảm chi phí quảng cáo được thì chỉ còn một cách là dễ nhất là tăng tỷ lệ chốt. Vậy đặt ra câu hỏi làm thế nào để tăng tỷ lệ chốt, đúng không? Thì phải thiết kế quy trình chốt, phải đào tạo nhân viên chốt, phải đeo bám, phải có mức giá, phải có khuyến mại. Quy trình chốt ở đây là gì? Ví dụ như này nhá, trong ngành mỹ phẩm thì chị Phượng có biết thằng Dr. Spindler của Đức? Có ạ, nó hay cho trải nghiệm dùng thử ạ. Chính xác, nhà ông này thành công với công thức đấy. Ông này ông rất là giàu đấy. Ông làm 10 năm Dr. Spindler ông giàu lắm. Tại vì là tôi đã gặp anh ấy rồi. Anh ấy mua nguyên một cái sàn chung cư, một sàn luôn. Mua đất cả một sàn, làm kho, làm văn phòng, làm các anh ấy làm cái skin lab. Anh ấy làm cái chuỗi skin lab rất là hay. Cái cách anh ấy làm là như này, bây giờ bán một cái lọ sữa rửa mặt 2 triệu nó khó bán đúng không? Ví dụ thế. Cho một cái gói dùng thử, chạy quảng cáo cái gói đấy, hút khách tới, cho trải nghiệm. Trải nghiệm xong bắt đầu upsell tại chỗ, up từng sản phẩm bé bé lên một bé, tăng to lên. Rồi bán một cái lọ sữa rửa mặt 2 triệu đúng không? Làm nào? À thì phải bây giờ ví dụ như là mua cái 2 triệu này thì chị mua xong chị cứ qua đây. Bọn em làm spa mặt cho chị, bao giờ hết cái chai sữa rửa mặt thì thôi. Thế thì với khách ngồi tính, mỗi lần mình đi làm mặt bây giờ mất 200 nghìn, 10 lần hết 2 triệu, mà mua cái lọ này 2 triệu qua đây nó làm cho mình bao giờ hết chai thì thôi, tính ra hời, đúng không? Thế là khách có xu hướng là dễ ra quyết định mua cái chai đó. Thế cái chai đấy lời được 60% rồi, được 1,2 triệu. Đấy, 1,2 triệu thì trừ chi phí mặt bằng, chi phí điện nước, chi phí nhân viên đi vẫn có lời. Đấy, đấy là cái mẹo.